Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nội dung công tác trọng tâm quý 2 năm 2024. Từ đầu năm đến nay, Quân đoàn 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Quân đoàn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm kế hoạch, mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác huấn luyện chiến sĩ mới đúng đủ thời gian, nội dung, chương trình. Các đơn vị luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng trong mọi tình huống. Cán bộ chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, có quyết tâm cao. Công tác hậu cần kỹ thuật, đời sống được đảm bảo. Hội nghị cũng chỉ rõ những hạn chế, đưa ra các chủ trương biện pháp để Quân đoàn 4 thực hiện tốt nhiệm vụ quý 2 và trong năm 2024. Liên tiếp trong các ngày 26, 28 và 30 tháng 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh tổ chức vòng chung kết cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm nay được chia thành hai vòng. Vòng 1 đã diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 3 theo hình thức trực tuyến với hơn 28.000 học sinh thuộc 29 trường trung học cơ sở trên địa bàn các thành phố Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh tham gia. Tại vòng 2, vòng chung kết trực tiếp, 300 em học sinh có thành tích tốt nhất sau vòng 1 đã đua tài với các phần thi ra khơi, vượt sóng, cập bến, đặt mốc chủ quyền. Tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm, các em học sinh được tuyên truyền những kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng cảnh sát biển, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam và Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định chống khai thác IUU. Trong dịp này, ban tổ chức đã trao 50 xe đạp và 160 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn.